Hồng Trinh xin chào các bạn. Đêm nay chúng ta lại tiếp tục với diễn biến tiếp theo của bộ truyện thiên tài thần côn phong thủy sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi AM cùng các bạn editor trên trang truyền mạng.com. Truy cập trang truyền mạng.com để tìm đọc những truyện hay hơn nữa. Bản quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyền mạng.com thuộc về kênh YouTube nghe kể truyện ba điều khuya vui lòng không truy ức khi chưa có sự đồng ý. Mời các bạn cùng theo dõi. chờ đã, cụ đào thấy hà thực muốn đi thì lên tiếng, hà đại sư, cô lo lắng như vậy cũng đúng, cụ đào tôi là thương dân, cho nên không hiểu lời nói của văn dân, chúng ta nói chuyện dễ hiểu đi, hợp đồng trong tay cô không phải là số tiền nhỏ, cho dù là đại sư phong thủy thì cũng cần phải có cơm ăn mà, hà thực nghe thấy như vậy thì xoay người lại nhíu mày nhìn cụ đào, ý của cụ đóng. Nghe giống như là nếu tôi không đồng ý Với hợp đồng Thì sẽ chết đói ở đầu đường vậy Ê, vậy thì không phải Với danh tiếng và tài nghệ của đại sư Không cần nghĩ cũng biết sẽ không thiếu tiền Nhưng mà con người luôn muốn vươn đến chỗ cao hơn Có ai ngại mình nhiều tiền đâu chứ Cô đào đứng dậy Đặt hợp đồng trên bàn trà Tuy rằng Hà Thược đã đứng dậy Nhưng hắn vẫn đặt hợp đồng ở trước mặt cô Hà Thừa không nhìn Văn Kiện chỉ cười nói. Chắc cụ đổng cũng đã nghe nói qua câu này rồi. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Thế nhưng cụ đổng lại không giống với câu nói tài thủ chi này. Đau bất đồng, bất tương vi mù. Tôi nghĩ mình cũng không còn gì hay để nói. Nhưng mà trước khi đi, tôi cũng không ngại đối với cụ đổng bộ câu. Bố cục ngũ quỷ vận tài được bày bố khi vận trạch đang phượng. Sắp tới chính là hạ nguyên vận tức là còn 3 năm, vận thế tòa nhà này sẽ đi đến cùng cực. Thoát được lần tay tiếng này, cụ đống còn phải lo lắng làm sao để thay đổi vận mệnh tòa nhà nữa. Nói trắng ra là một nguyên chính là một giáp 60 năm, một vận chính là 20 năm, tam nguyên cửu vận chính là chỉ 3 giáp, tổng cộng 180 năm. Trong 180 năm này, mỗi 20 năm lại là chu kỳ của một vận thế, tổng cộng có 9 vận. Vì sao những tiền bối cổ đại, phải xác định tam nguyên cũ vận, đến giờ đã không còn bằng chứng để giải thích nữa. Chỉ biết cách nói tam nguyên cũ vận này khớp với thiên văn học, rất có tính khoa học. Bộ số chung của hai thứ chính là 60 năm, cũng chính là một giáp. Sự kiện bảy hành tinh thẳng hàng lại chỉ xuất hiện 180 năm một lần. Điểm này tam nguyên cũ vận cũng rất khớp với thiên văn học. Học giả chiêm tinh cổ đại cho rằng, mỗi 20 năm sẽ có tinh vận khác nhau ảnh hưởng đến vận trình của mỗi người. Không có bố cục phong thủy nào có thể giúp một người cả đời bởi vì mỗi 20 năm thì vận trình sẽ biến đổi. Câu nói phong thủy luôn lưu chuyển chính là xuất phát từ điểm này. Cụ đầu bày ra bố cục phong thủy ngũ quỷ vận tài đương nhiên là cũng chịu ảnh hưởng của địa vận. Vị trí toàn gia này rất phù hợp với nguyên vận 20 năm này. Nhưng chu kỳ, của Hà Nguyên Phận Bảy là từ năm 1983 đến năm 2003. Thầy đã sắp tới đến điểm cuối cùng của thời vận. Sự trợ giúp của phong thủy yếu ớt, bây giờ điện sản thế kỷ lại bị phiền phức quấn thần. Làm sao cụ đào có thể không gấp được chứ? Lời nói của Hà Thược làm cho cụ đầu phải nheo mắt lại, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi. Hắn nhìn Hà Thược rất lâu rồi mới hừ cười. Vậy tôi cảm ơn đại sư đã chỉ điểm. Nếu đại sư tôn sùng câu nói quân tử ái tài thủ gì, thì có nghĩa là cách làm ăn của tổng tài Emily phù hợp với nó. Vậy khi điện sản thế kỷ và điện sản Ada cạnh tranh, cứ cạnh tranh bằng thực lực đi. Hy vọng đến lúc đó, chúng tôi quyết đấu trên thương trường. Đại sư không nên dúng tay vào mới tốt. Cô đầu hiểu được lời Hà Thược nói. Chỉ là hắn sợ đến lúc đó, Hà Thược lại sử dụng phong thủy để giúp đỡ điện sản Ada. Hà Thược hừ cười lạnh lùng nhìn cụ đầu. Cô đóng yên tâm, chỉ cần cụ đóng không làm, Điện sản Ada cũng sẽ không làm. Nếu thật sự có thể so sánh bằng tài năng thực lực thì rất tốt. Nhưng tôi chỉ hy vọng cụ đóng sẽ nhớ kỹ những lời mình nói. Từ khi tập đoàn Hoa Hà thành lập cho đến nay, mặc dù Hà Thược am hiểu phong thủy, nhưng cô chưa từng bày biện bố cục phong thủy cho công ty của mình. Lúc trước, khi công ty đấu giá Hoa Hà chuẩn bị thành lập, nhân viên đưa ra bản vẽ ngã tư đường và khu vực lân cận cho Hà Thược xem. Hà Thược chỉ kêu bọn họ tránh nơi có sát khí, lựa chọn con phố có thể giúp đỡ cho sự nghiệp thịnh vượng để xây dựng công ty. Còn bay biển bố cục phong thủy, cho đến giờ cũng chưa từng chúng tay vào. Còn việc sử dụng phong thủy với đối thủ, cô chỉ dùng khi đấu với tập đoàn Thịnh Hưng của Vương Đào Lâm. Đó cũng là do đối phương mời Diêm Lão Tam đến lấy mạng cô trong bữa tiệc sinh nhật của Hồ Gia Di. Cô mới giận dữ mà ra tay. Mấy năm nay, tập đoàn Hoa Hạ cũng có cạnh tranh với người cùng nghề, nhưng đều là cạnh tranh công bằng. Hạ Thược chưa từng sử dụng bố cục phong thủy. Tuy lần này, cô coi trọng điện sản thế kỷ, nhưng chỉ cần đối phương không chơi xấu, cô cũng quyết định không dùng phong thủy để hại người. Cô đào nói như vậy, thật sự có chút lòng dạ tiểu nhân, nhưng mà nói thẳng ra cũng tốt. Cô chỉ hy vọng hắn có thể làm được. Hà thược cười cười, lúc này mới tạm biệt. Cô đào lên tiếng. Để tôi tiễn Hà Đại Sư. Hà thược nhìn hắn. Cô đóng, không cần khách sáo, chúng tôi tự đi là tốt rồi. Cô đau cười, nụ cười không còn thoải mái như vừa rồi nữa. <laughs> Sao tôi lại không biết ngại như vậy chứ? Là tôi mời Hà Đại Sư đến đây. Nếu Đại Sư đã cho tôi mặt mũi mà đến đây, thì lúc ngay đi tôi cũng phải đưa tiễn. Cô đào ra hiệu mời Hạ Thược nhìn hắn. Hai người nhìn nhau rồi cười. Rời khỏi phòng khách. Cô đào dẫn Hạ Thược đi đến thang máy rồi đi xuyên qua đại sảnh. Tự mình tiễn Hạ Thược ra khỏi cửa thiền sản thế kỷ. Trên đường đi, Hạ Thược nhìn thẳng không chớp mắt. Thế nhưng cô cảm thấy ánh mắt cô đào thường xuyên liếc về phía mình ra vẻ tìm tòi nghiên cứu cái gì đó rất lâu. Hạ Thược che giấu biểu tình. Trong lòng đã biết vì mình nhìn ra được bốn cục tòa nhà này mà làm cô đầu nghi ngờ cho nên hắn mới tự mình tiễn cô xuống dưới đúng là loại người cẩn thận mà nhưng cô đầu càng cẩn thận ánh mắt hạ thượng lại càng u ám bước chân của cô vững vàng vẻ mặt chứa đựng ý cười thẳng nhiên khi đi đến cửa đại sảnh khoe mắt liếc nhìn cctv được trang bị ở góc đại sảnh không nói gì mà cứ thế đi ra ngoài cô đầu đứng trước cửa tòa nhà nhìn hà thược và tường thiên giận lên xe cho đến khi chiếc xe chạy mất bóng hắn mới xoay người rời đi vẻ mặt u ám nhân viên trong đại sảnh công ty thấy vẻ mặt cù đào u ám thì không dám nói chuyện tất cả đều cúi đầu đi làm chuyện của mình cù đào trở lại văn phòng chủ tịch ngồi xuống ghế nhựa lúc này mới nhấn điện thoại nội tuyến gọi trợ lý văn phòng một lát sau trợ lý gõ cửa đi vào cầm đĩa cd Chủ tịch, đây là đĩa CD ghi lại hình ảnh vừa rồi mà ngài cần. Cù đầu không nhận lấy. Đưa tin cho tuần sang cả mồi. Nói với tề tổng, người của bọn họ rất vô dụng. Bây giờ tôi đưa cái này làm cho tốt, nếu làm không tốt. Hừ. Trợ lý cầm đĩa CD, như không rời đi mà nói. Chủ tịch, Hà Đại Sư không biết điều. Điều kiện tốt như vậy mà không chịu nể mặt ngài. Nhưng mà bây giờ, đắc tội cô ta có tốt không? Cô ta chính là đệ tử của đường đại sư. Ở Hồng Kông, người thế hệ trước đều là anh em kết nghĩa của đường đại sư. Người trẻ tuổi thì là hậu bối của ông ấy. Có phải bây giờ đắc tội với hạ đại sư thì không thích hợp không? Có gì mà không thích hợp? Thương trường tôi lừa cô gạt. Đây chính là thủ đoạn bình thường mà thôi. <laughs> tôi cũng không sử dụng thủ thuật phong thủy, xem như là không nuốt lời. Cô đào nhíu mày, cười cười. Đĩa CD này là con bài chưa lực, đưa cho tuần sang cản mồi đi. Sử dụng hay không thì để họ nhìn xem, tình thế rồi nói sau. Trợ lý sững sờ, lúc này mới gật đầu nói. Vâng, nhưng mà đi sản Ada chỉ mở một buổi họp báo mà có thể lật đổ được chúng ta sao? Đi sản thế kỷ đâu có dễ chơi như vậy. Với chút tài sản của bọn họ, nếu không dựa vào đại sư phong thủy thì ở trên thương trường còn chưa xứng để chúng ta liếc nhìn nữa. Cô đào hờ cười, vẻ mặt kinh thường. Lần này, đúng là bị cô gái người Đức đó đánh bại. Nhưng mà cũng chỉ có lần này mà thôi. Người chọc vào tôi, bình thường, đều không ở trên thương trường được lâu lắm. Đưa để CD này cho tề tổng, kêu hắn bảo quản cho tốt. Chúng ta cũng giữ lại một phần. Trợ lý vân dạ, rồi lui xuống làm việc. Gần đây tuần sang cả môi cũng bị mọi người chỉ trích. Nhưng tề hà và cù đào có giao tình lâu năm, hai người đã là người chung một thuyền. Một người vinh quang thì cả hai vinh quang; một người thất bại thì cả hai cùng thất bại. Với lại, cho dù gần đây Tuần Sang Cảng Môi cũng chiếm mũi nhọn vào điện sản thế kỷ, thì mọi người cũng không tha thứ. Tuần Sang của Lưu Bảng Vượng còn dẫn đầu chỉ trích dáng vẽ làm bộ làm tịch của Tuần Sang Cảng Môi. Chuyện cù đầu và hạ thừa gặp mặt đối với Tuần Sang Cảng Môi mà nói cũng là một cơ hội phản kích. Trợ lý đi rồi, cô đào đứng dậy, đi đến cửa sổ sát đất, nhìn về phương xa hờ cười. Lúc này, xe của Từ Thiên Dận và Hà Thược đã chạy được một khoảng xa. Trên xe Hà Thược cũng cười, chỉ cười mà không nói gì. Ánh mắt của cô nhìn theo hướng của điện sản thế kỷ. Từ khi xe rời đi, đã không dời mắt nếu không phải cù đầu tìm phóng viên chụp ảnh trong điện sản thế kỷ thì cô sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy nhưng nếu cù đầu đã sắp đặt phóng viên vậy đương nhiên là muốn chụp ảnh hai người để đăng báo giải trừ ảnh hưởng không tốt cho điện sản thế kỷ mặc dù không có ảnh chụp nhưng trong tòa nhà lại có cctv tính cử trọng của cù đầu làm hà thượng cảm thấy rất có thể là hắn sẽ sử dụng video trong cctv quả nhiên tất cả đều không tránh được thiên nhãn của hà thượng Tuy cô không biết hắn đang nói gì, nhưng rõ ràng là đĩa CD đó rất đáng ngờ. Từ thiên dận lái xe, quay đầu liếc nhìn Hà Thược nói. Trong tòa nhà có CCTV. Ánh mắt Hà Thược sáng ngời, đóng thiên Dận, quay đầu cười tủm tỉm. Đúng vậy, có CCTV. Cho nên, Sư Huynh, đến khách sạn đi. Ánh mắt từ thiên dận đột nhiên rung nhẹ, sau đó dần dần u ám, gật đầu nói. Được hai má hà thực lập tức đỏ lên trừng từ thiên giận nghĩ bậy gì đó từ thiên giận không nói gì chỉ tập trung lái xe bẻ tay lái chạy đến khách sạn gần đây chọn lại phòng junior đầu năm nay phòng junior cũng được trang bị máy tính hà thực đi vào phòng điền đích thẳng nơi có máy tính phía sau lại có một bàn tay to lớn ôm cô lên giường hà thực tức giận đến nỗi bật cười giật cô chỏ vào ngực từ thiên giận Trừng mắt, sư huynh, máy tính, được, máy tính, từ thiên dần cật đầu ôm hà thực đến chỗ ghế chữa bên cạnh bàn máy tính, hà thực lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, gương mặt đỏ bừng, sau đó lại đánh anh, ai nói muốn máy tính đó, cái em nói là máy tính, hiểu không? hiểu, từ thiên dần cật đầu, lời nói ngắn gọn, vẻ mặt hà thực đau đớn. Cô rất nghi ngờ, không biết anh có hiểu thật hay không. Cô luôn cảm thấy hai người không nói chung một chuyện. Nhưng lúc hà thượng suy sụp thì khóe miệng anh lại dễ dàng cong lên, độ cong rất nhẹ, rất ngắn rồi lại hạ xuống. Hạ thực sửng sốt, từ thiên giận đã ôm cô ngồi xuống ghế giữa máy tính. Anh ngồi lên ghế, ôm cô lên đùi, cánh tay vòng qua thắt lưng cô, bàn tay còn lại thì mở máy tính. Sau khi mở được máy tính từ thiên giận không cần Hà thực nói Giống như là anh đã biết cô muốn làm gì Hai cánh tay vòng qua người cô Ánh mắt thì dừng trên màn hình máy tính Hà thực xoay đầu Tò mò nhìn xem Cô biết từ thiên giận Đang xâm nhập vào mạng internet Của điện sản thế kỷ Nhưng cô không biết kỹ thuật hacker Cho nên xem không hiểu mã lệnh Làm người ta hoa cả mắt trên màn hình Chỉ nhìn thấy ngón tay thon dài của anh Gõ phím rất nhanh cô ngồi trên đùi anh dừng lại không ảnh hưởng tới tốc độ của anh tốc độ gõ bàn phím của anh dành đến nỗi người ta không nhìn thấy rõ hà thượng nhìn đến say mê cô không hiểu kỹ thuật hacker Kiếp trước cũng không tiếp xúc với thứ này bây giờ lại cảm thấy nó rất hay rất muốn học nhưng mà hà thượng muốn học rất nhiều thứ thế nhưng thời gian của cô lại không nhiều như vậy bây giờ vừa phải bận rộn bài tập vừa phải quản lý chuyện lớn trong công ty. Công ty điện sản ở Hồng Kông vừa mới bắt đầu tranh chấp mà thôi, còn phải quan tâm truyền thông mạng. Đúng là cô muốn học nhưng lại không có sức lực và thời gian. Nhưng mà đối đến chuyện muốn học, Hạ Thược lại nhớ đến chuyện mà cô vẫn luôn đặt trong lòng. Dù sao cũng phải cán học thứ đó một chút. Hạ Thược muốn học là ngôn ngữ môi. Từ khi tu vi của cô tiến đến cảnh giới luyện thần hoàng hư thì mở được thiên nhẫn năng lực này rất tốt nhưng đáng tiếc là chỉ có thiên nhẫn mà không có thiên nhĩ dùng thiên nhẫn có thể nhìn thấy được nhưng lại không biết đối phương đang nói gì như vậy không đủ thuận tiện nếu học được ngôn ngữ môi sau này sẽ giúp ích rất hơn chẳng qua ngôn ngữ môi không dễ học như vậy còn thuộc loại ít được để ý nên có ít người biết tìm ai để dạy cô đây suy nghĩ của Hà thực không ngừng vòng vo vò, chuyển động đột nhiên cô quay đầu nhìn từ thiên giận nhưng khi cô quay đầu lại thì cô lập tức sững sờ từ thiên giận đưa đĩa cd cho cô rồi nói được rồi được rồi nhanh vậy hả hà thực sửng sốt từ thiên giận gật đầu không khó hà thượng cầm đĩa cd nhìn từ thiên giận anh nói không khó đương nhiên là cô sẽ không nghĩ rằng nó thật sự không có nhưng mà cô không biết năm đó anh ngay cả ngoài sân cũng không chịu đi ra bởi vì duyên ngôn của sư mẫu nên mới đi ra ngoài trở lại kinh thành cũng nhận huấn luyện của quốc gia đi ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ với tính tình của anh chỉ sợ là rất ít khi trao đổi với mọi người việc này sao anh lại học được cái này là lúc trước sư phụ mời chuyên gia đến dạy cho sư huynh sao hà thược đặt điện cd sang bên cạnh hỏi từ thiên giận chuyện trước kia của anh cô đã nghe sư phụ nói một chút đó đều là chuyện mà anh rất khó đối diện cô định chậm rãi vuốt lành miệng vết thương của anh và cô muốn chính miệng anh nói cho mình biết không có từ thiên dần nói từ trước đến nay anh đều nói chuyện ngắn gọn nhưng vì là hạ thược hỏi cho nên anh nói nhiều thêm một câu học được khi huấn luyện quả nhiên là khi chấp hành huấn luyện của quốc gia hạ thược không cảm thấy ngoài ý muốn nhưng lại rất đau lòng. Cô ôm cổ anh, nhẹ nhàng, tựa đầu lên vai anh nói. Có phải huấn luyện rất cực khổ hay không? Không khổ. Giọng nói của anh không giống như bình thường. thấy cô dựa vào thì Vương tay tháo dây buộc áo khoác ngoài của cô. Kéo áo khoác sang hai bên. Mặt vùi vào xương quai dưới cổ. Chóp mũi nhẹ nhàng vuốt ve. Hà thực mặc kệ anh, giọng nói mềm mại. Có phải là được dạy rất nhiều không? không nhiều lắm. Từ thiên dận trả lời vẫn rất ngắn gọn, sau đó bổ sung. Chiến đấu, bắn súng, hacker, quỷ trang. Hạ thực cực đầu, cảm thấy xương quay xanh ẩm ướt, lại còn rất nóng. Bàn tay của từ thiên dận đã bắt đầu không an phận mà chạy từ thắt lưng cô lên trên. Hai má hạ thực ứng đỏ, như không ngăn cản, chỉ là cười khổ. Từ thiên dận luôn tò mò với những chỗ mới. Quả nhiên, anh không có ông cô lên giường mà là sử dụng bàn máy tính cũng không lập tức hóa thân thành gia thú hung mảnh mà chậm rãi ăn cô sạch sẽ một lúc sau cô dựa vào ngực anh thở dốc cánh tay mạnh khảnh ông cô anh áo khoác hờ hững trên người ba vai lộ ra một nửa nửa tấm lưng mềm mại lắm đắm mồ hôi da thịt non mịn như châu ngọc vùng da lộ ra có màu phấn hồng nhợt nhạt từ thiết trận ông cô bàn tay đặt trên lưng cô, ngăn chặn áo gió, không cho cô cảm lạnh. Cô thở dốc, hỏi nhỏ bên tay anh. Sư Huynh, anh biết ngôn ngữ môi không? Giọng nói của cô rất mềm mại, kèm theo một chút thở gấp, nói thầm bên tay tường thiên giận, làm anh ngứa ngáy, anh mắt lập tức u ám. Biết. Anh nói, giọng nói khàn khàn. Thật sao? Cô rất vui vẻ, hoàn toàn không nghe thấy cảm giác gì lạ trong giọng của anh cô lập tức ngồi dậy mệt mỏi vừa rồi dường như biến mất ánh mắt sáng rực vậy sư huynh dạy em được không em muốn học được chỉ cần là yêu cầu của cô anh sẽ không từ chối nhưng lúc này ánh mắt anh lại dời xuống bởi vì cô đứng dậy từ trên đùi anh làm lộ ra phong cảnh vô cùng tốt đẹp lúc này hạ thượng mới phát hiện lập tức muốn che đậy muốn nắm áo khoác sau lưng nhưng phát hiện áo khoác đã bị anh giữ chặt cô không kéo được đành phải nhìn sang hướng khác nói sang chuyện khác cái kia hình như ngôn ngữ môi không dễ học ánh mắt từ thiên giận dán chặt vào người cô đôi mắt đen sâu không đáy trong mắt chỉ có gương mặt xinh đẹp của cô không khí lại bắt đầu trở nên nguy hiểm dễ học anh nói khi cô đang sững sờ bàn tay anh xoa nhẹ sau đầu cô môi hung hăng tiến tới hà thực sửng sốt sau đó gương mặt đỏ bừng mở to mắt để mặt anh bá đạo cướp đoạt trong đầu lại trống rỗng một lát sau cho đến khi cô bị ôm lên giường ăn sạch sành xanh một lần nữa cô mới tức giận trừng mắt nhìn từ thiên giận ngôn ngữ môi mà cô nói không phải cái đó giận lấy ánh mắt giết chóc của cô từ thiên giận cũng nhìn cô ánh mắt tôi đèn đưa tay ôm cô vào lòng hôn lên môi lại vỗ nhẹ lưng cô hà thược trợn mắt hai mắt dở khóc dở cười sáng sớm hôm nay cô và từ thiên giận Rời khỏi huyết từ chỗ ở của sư phụ, nửa đường bấy chuyện của tiền sản thế kỷ mà phải tới khách sạn giải quyết. Xem ra cả ngày hôm nay phải ở ngoài đường luôn rồi. Không phải Hạ Thượng không nhớ đến chuyện công ty. Nhưng sắp tháng 12 rồi. Từ Thiên Dận thì xin phép đến Hồng Kông. Ngày nghỉ cũng sắp hết. Dù sao, cô cũng muốn ở bên anh nhiều hơn. Hai người ăn trưa ngay tại khách sạn. Là gọi đồ ăn vào phòng. Lúc ăn cơm, ánh mắt hà Thượng nhìn từ Thiên Dận còn có chút oán giận nhưng ngoài miệng lại hỏi sư huynh định khi nào thì trở lại quân khu từ thiên giận ngẩng đầu lên nhìn cô nhìn chăm chú Dông dư muốn khắc hình bóng của cô vào đầu sau giáng sinh thì ra ngay cả một tháng ở chung cũng không có được rồi em còn có thể ở chung với sư huynh ngày giáng sinh trên mặt hà thượng không có biểu hiện mất mát chỉ cười ôn du gấp toàn viên cho từ thiên giận anh không thường ăn hải sản bởi vì ngại phiền phức nếu xử lý xong thì anh có thể ăn một chút từ thiên giận ăn hết thứ mà hà thượng cấp cho mình anh ăn cơm rất nhanh nhưng khi ăn cùng cô thì sẽ ăn chậm một chút hà thượng cấp đồ ăn cho từ thiên giận trong lòng lại do đến một chuyện khác sang năm cô thi đại học đương nhiên phải đăng ký đại học kinh thành là vì giao hẹn lúc trước với thầy chu cũng vì liễu tiên tiên miêu nghiên và nguyên trạch nhưng từ khi thiên giận phải công tác ở quân khu tỉnh thành cứ như vậy cô đến kinh thành học anh ở quân khu tỉnh thành chẳng phải là thời gian gặp mặt lại càng ngắn hay sao tuy rằng đã biết thân biết phận và địa vị của từ gia ở kinh thành muốn gọi từ thiên giận về kinh thành là rất dễ nhưng hà thượng không muốn nói đến chuyện này từ thiên giận ở tỉnh thành 3 năm nếu không bắt buộc phải rời đi thì từ gia sẽ không làm chuyện đó. Gia đình có công khai quốc, từ lão cha tử lại có đức độ và danh vọng rất cao là ông cụ cuối cùng của nước Cộng Hòa. Không biết bao nhiêu người đang nhìn chầm chầm vào ông, cho nên ông sẽ không làm dụng chức quyền. Còn nữa, quân hàm và địa vị hiện nay của từ thiên giận đều do anh cống hiến hết sức mà có được. Hạ thượng không muốn anh bị người ta hất nước bẩn, cho nên cho dù hai người gặp nhau ít hơn Hà Thược cũng không muốn Từ thiên giận vì cô mà làm ra chuyện tổn hại tiền đồ. Cho nên, tạm thời cứ áp chế chuyện này xuống. Đi bước nào, tính bước đó. Sau khi ăn cơm trưa, Hà Thược dành cả buổi chiều ở bên từ thiên giận. Hai người không trở về chỗ của sư phụ mà nghỉ ngơi trong khách sạn. Cho đến chiều tối, ăn xong cơm chiều, từ thiên giận mới lái xe chở Hà Thược về trường. Trước khi đi, Hà Thược cầm lấy đĩa CD trên bàn, cười cười tốt nhất là cù đầu đừng có đem chuyện hôm nay cô đến điện sản thế kỷ ra làm văn nếu như thế người bị hại sẽ là hắn hà thược bỏ cd vào trong ba lô ngồi vào trong xe xe chạy tới trường học cô lại không biết rằng khi cô ngồi vào trong xe của từ thiên giận thì một chiếc xe rolls màu đen cũng chạy xuống từ vịnh rebus trong xe u ám ánh chiều tà xuyên qua cửa xe thủy tinh cũng có vẻ bị tối bớt trong xe Người đàn ông đó quay đầu, nhìn tráng chiều bên ngoài cửa sổ, gương mặt trầm tĩnh, không nhìn ra tâm sự. Tài xế nhìn hắn xuyên qua gương, cảm thấy trên mặt người đàn ông có chút mệt mỏi, còn có mức mát thẳng nhiên. Tổng tài rất ít khi hủy bỏ lịch trình rồi đến làm khách trong nhà người khác. Sáng sớm hôm nay, vừa mới xuống máy bay, ngay cả quần áo cũng thay trong khách sạn. Nhà lớn Lý Gia cũng chưa kịp về, đã chạy đến chỗ đường lão hôm nay hình như tới thăm đường lão. Thế nhưng lại ngồi các ngày, thời gian như vậy là quá lâu. Nhưng tổng tài cũng đang ngồi ở nhà đường lão một ngày. Theo lý thuyết, gặp mặt bao nhiêu đó thì cũng đã đủ rồi. Nhưng không biết vì sao, khi trở về lại nhìn thấy trong mắt hắn có chút mất mát. Vậy hôm nay, hắn tới đây thăm ai? Cũng trong lúc này, hoàng hôn cháy đỏ, ngã tư đường ở Hồng Kông người xe trong nghịch đúng là thời gian tan tầm nhân viên điện sản thế kỷ cũng dọn dẹp chuẩn bị về nhà lúc này có một cô gái đi vào tòa nhà của điện sản thế kỷ cô ta vừa đi vào đã bị bảo vệ cản lại vì tiểu thư này xin hỏi cô là ai đôi mắt vườn xinh đẹp của cô gái ấy khẽ nhíu lại nở nụ cười quyến rũ liếc nhìn bảo vệ bảo vệ cảm thấy linh hồn nhỏ bé cũng bị cướp mất một nửa mà giọng nói của cô ta là yêu ước ma bị Tôi tìm chủ tịch quan. Bảo vệ mất rất nhiều sức đực mới tỉnh táo lại. Xin xin hỏi cô có hẹn trước hay không? Cô gái đó chỉ cười, vươn tay nhẹ nhàng, véo cầm bảo vệ. Mông tay được cắt dũa sắc nhọn, chỉ vào cổ hồng của bảo vệ. Lúc này giọng nói đã trở nên lạnh lùng. Điền đó cho chủ tịch của mày biết, tao là đại sư phong thủy, ông ta sẽ gặp tao. trong phong cách của điện sản thế kỷ, cô đào và một cô gái trẻ tuổi đang ngồi đối diện nhau. Gương mặt cô ta không thể nói là đẹp, thế nhưng đùa cười lại rất quyến rũ. Đôi mắt phượng chứa đựng ý tứ câu dẫn. Thật ra cũng được xem như là báo vật. Mấy ngày đây, cô đào vẫn luôn nghỉ ngơi trong căn phòng chủ tịch. Căn bản là không có về nhà. Trong nhà hắn cũng không có vợ, bởi vì hắn đã ly hôn vào 10 năm trước trước khi hắn thành lập điện sản thế kỷ vợ trước và hắn không có con sau đó thì hắn thành công cô ta muốn tái hợp lại nhưng hắn không đồng ý mười năm nay mặc dù hắn đã bao dưỡng không ít phụ nữ nhưng hắn không cho phép những người đó sinh con cho hắn cụ đào đối xử với ngôi sao nổi tiếng trong giới nghệ sĩ giống như đối xử với những con hát bình thường những người đó chỉ muốn giàu sang nhờ con gả vào nhà giàu trở thành bà cụ thế nhưng cụ đào không muốn giữ phụ nữ trở thành điểm yếu của mình, cũng không cảm thấy hứng thú với chuyện con cái. Tuy rằng bây giờ hắn đã 39 tuổi, nhưng hắn không vội chuyện này. Sau khi ly hôn, hắn vẫn chưa cưới vợ lần nữa. Mấy năm nay, vẫn luôn trải qua những ngày phong lưu, chưa bao giờ cảm thấy có gì không tốt. Ngược lại, còn thấy rất tự do. Cuộc sống vốn không nên bị gia đình và vợ con trói buộc. Không có trói buộc thì mới có thể làm điều mình thích. Thích thì cướp lấy, không thích thì vứt bỏ. Lúc đó mới gọi là cuộc sống bừa bãi. Đương nhiên, nếu cần thiết, hắn cũng sẽ lấy vợ. Chẳng qua tuy rằng hiện nay điện sản thế kỷ gặp chút phiền phức, nhưng không đáng để hắn phải kết hôn vì lợi ích. Cho đến bây giờ, cô đào vẫn chưa từng nghĩ hôm nay sẽ có phụ nữ đến tìm hắn. Phụ nữ của hắn đều biết rõ hắn kiên kỵ điều gì. Mặc kệ hắn có cưng chiều bọn họ cỡ nào, bọn họ cũng không được phép kiêu ngạo. Với công ty ra vẻ bà chủ, nếu ai dám có ý đồ, trói chặt hắn, kết quả sẽ không đơn giản là bị hắn đá đầu. Mà ngay cả giới nghệ sĩ cũng đừng tưởng sẽ lăn lộn được nữa. Không phải chưa từng có phụ nữ phạm vào kiên kỳ của hắn, nhưng sau khi hắn xử lý vài người bằng thủ đoạn tuyệt tình, thì những người được hắn xem trọng đều không dám làm như thế nữa. Hôm nay, cụ đào nghe nói có phụ nữ tới công ty tìm hắn. Phản ứng đầu tiên là người phụ nữ nào là phạm vào kiên kỳ của hắn nữa rồi nhưng mà ngay tiếp tân nói người đó tự xưng là đại sư phong thủy cụ đào lập tức sửng sờ sau đó gọi người mời cô ta lên cụ đào không tự mình xuống mời bây giờ người bên ngoài đều biết điện sẵn thế kỷ đang cập chuyện mặc dù hồng kông có không ít đại sư phong thủy thế nhưng những người nổi tiếng đều đang ở trong phong thủy đường còn lại đều tự mình thành lập môn phái đều cần người khác phải đến mời mình còn cái người tự mình đến gặp hắn là ai? Nhưng sau đó, khi cô gái đó đi lên, cô đào lại cảm thấy có chút quen mắt. Người có thể làm cho hắn cảm thấy quen mắt. Vậy sẽ là nhân vật có tiếng. Nhất định là đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Lúc này cô đào mới cười, khách khi nói. Vị đại sư này lúc này tới chơi, không biết là có gì chỉ điểm sao? Cô ta nghe vậy thì ngồi xuống sofa nhìn cù đầu bằng ánh mắt thú vị hỏi cù đổng không hỏi tôi là ai mà dám nghe tôi chỉ điểm sau không sợ tôi là thầy bà ở đâu đó vì lừa tiền mà đến đây sao cù đầu cũng cười khí chất của đại sư không tầm thường sao thầy bà không chính thống lại có được khí chất như vậy chứ còn nữa mặc dù tạm thời cù mổ không biết được tôn tính đại danh của đại sư nhưng nhìn thấy đại sư rất quen người có thể làm cho cù đào cảm thấy quen mắt, nhất định là người có thân phận nhất định. Vậy mà cù động cũng có thể nói, hèn chi trước được phụ nữ yêu thích. Cô ta nở nụ cười quyến rũ, nhưng lại không biết được là đang khen gợi hay là châm biếm. Cù đào không để ý, chỉ nhìn cô ta. Cô ta đưa danh thiếp, sau đó khoanh tay nhìn cù đào. Ánh mắt cù đào dừng ở danh thiếp, lập tức thay đổi. Công ty cố cô vấn Bách Tuệ, nước Mỹ. Ngô Bách Tuệ Cô đào hiếp mắt Ngô Bách Tuệ Cái tên này hắn đã nghe nói qua Hẹn gì lại cảm thấy quen mắt Cụ đào ngước mắt đánh giá Ngô Bách Tuệ Liên hệ với cô gái quyến rũ Mà mình thường thấy trên tạp chí Ngô Bách Tuệ Thường xuyên xuất hiện trên tạp chí Chẳng qua phụ nữ sau khi trang điểm Luôn có chút khác với bình thường Mà cô Bách Tuệ lại không phải loại phụ nữ Có nhàn sắc Chỉ là cô ta có khí chất hơn người Sau khi trang điểm thì lại càng đẹp hơn lúc trước mấy phần. Cho nên cụ đào mới cảm thấy quen mắt mà lại không thể nhận ra. Tạm thời, không nói đến nhan sắc của Ngô Bách Tuệ. Tên tuổi của Ngô Bách Tuệ rất nổi tiếng ở phố World. Ngô Bách Tuệ là tam đệ tử của đại dư cụ chí, đứng đầu Hồng Kông lúc trước. Ba năm trước đây đã đến Mỹ. Chỉ cần 3 năm ngắn ngủi mà đã có thể nổi tiếng ở Mỹ, khách hàng đều là người đứng đầu phố World. Tạp chí giới thiệu rằng, tri thức huyền học của Ngô Bách Tuệ rất toàn diện. Xem tướng chìm tình, bố cục phong thủy đều rất chính xác. Là việc luôn chú ý đến sự phát triển của khách hàng ở lĩnh vực kinh doanh, là người phụ nữ rất có đầu óc. Cô ta còn có khí chất rất quyến rũ, bị cô ta nhìn chăm chú, sẽ có cảm giác rộn ràng, như hồn siêu phách lạc. Bởi vậy, Ngô Bách Tuệ ở Mỹ 3 năm, tên tuổi nổi tiếng ở phố lại không cần được theo đuổi có không ít người đại sư ở phong thủy đường phát triển ra nước ngoài nhưng cô bách tuệ lại là một trong số ít người thành công thế nhưng lúc này cô đào không chỉ khiếp sợ danh tiếng của cô ta mà còn khiếp sợ chuyện khác cô ta là đệ tử của dư cụ chí cơn bão trong giới phong thủy hồng kông chưa xảy ra được mấy tháng bây giờ vẫn còn làm cho lòng người rung động dư cụ chí ám hại sư huynh của mình nắm giữ chức vị lão đại phong thủy đường nhiều năm bây giờ bị báo thù chết không rõ ràng. Người ngoài đồn đáy rằng, Dư Cụ Chí đã mời sư hàng đầu Thái Lan đến, hại người nhưng không ngờ ngược lại hại mình, chết dưới hàng đầu thuật. Nhưng sự thật thế nào? Ai biết đâu chứ? Giống như Khúc Chí Thành, Vương Hoài và lãnh lão gia tử, bọn họ tuyên bố rằng hai người đó sợ tội tự sát. Người cuối cùng thì lui về ở ẩn, nhưng thực tế đã xảy ra cái gì? cũng chỉ có người đường tông bá biết. Thắng làm vua, thua làm giặc, từ xưa đã là như thế rồi. Nhưng mà hắn không ngờ, dư cụ chí đã chết, dư cha bị diệt, đệ tử của dư cụ chí lại không sao. Ngô Bách Tuệ ở trước ngoài, chắc là đã tránh thoát được lần đó. Như vậy, bây giờ cô ta trở về là vì muốn báo thù cho sư phụ hay sao? Thì ra là Ngô Đại Sư, ngưỡng mộ đã lâu. Cụ đào cười dần lấy danh tiếp bắt tay với Ngô Bách Tuệ hỏi Ngô Đại Sư vừa mới về nước mà đã đi tìm cụ mổ là có ý gì đây? Nếu cô không ngại thì nói rõ đi. Cô đóng cho rằng tôi về làm gì? Báo thù cho sư phụ và sư mụi tôi. À, tạm thời cứ xem dư là báo thù đi. Nhưng mà chẳng lẽ cô đóng không biết kẻ thù của chúng ta là cùng một người cho nên rất cần phải hợp tác hay sao? Ngô Bách Tuệ cười nói Tạm thời Cô đào nhíu mày nhìn chăm chú Ngô Bách Tuệ. Sư phụ của Ngô Đại Sư bị hại chết. Ngô Đại Sư nói là tạm thời cho rằng báo thù sau. Muốn hợp tác, cô đào chưa bao giờ lo lắng. Hắn ở thương trường mấy năm nay, hợp tác với không ít người. Không phải ai hắn cũng hiểu, nhưng ít nhất cũng phải biết được đối phương muốn gì. Cô đào không sợ đối phương muốn quá nhiều, chỉ sợ hắn không thể đáp ứng được thứ mà đối phương muốn. Như vậy, đối phương tìm hắn hợp tác, nhất định là có vấn đề. Ngô Bách Tuệ cười lạnh lùng nhìn cô đầu. Tôi không muốn báo thù cho sư phụ. Thế nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là cô đổng cũng biết rằng bây giờ thiên hạ là của đường thị. Tôi là đệ tử khi sư diệt tổ, giết hại đồng môn. Hồng Kông không có chỗ cho tôi sống. Mà ở nước ngoài, nếu đường lão muốn thì sớm muộn gì cũng sẽ không có chỗ nào chứa chấp tôi. Tôi chờ người khác tới cửa giải quyết. Vì sao lại không ra tay trước? bảo vệ chính mình mà đấu đá với người khác chứ. Cô đầu nghe vậy, nhìn chăm chăm cô bách tuệ. Ánh mắt làm người khác sợ hãi, giống như muốn xem lời cô ta nói là thật hay giả. Cô Đổng cũng giống như thế, bây giờ ông cũng bị phiền phức. Chúng ta đúng lúc có chung kẻ thù, chẳng phải hợp tác sẽ rất tốt hay sao? Ngô Bách Tuệ ngồi đối diện cô đầu, không hề né tránh ánh mắt của hắn. Cô đào lại khép mắt cười. Ha, ngô đại sư, mâu thuẫn giữa điện sản thế kỷ và hà đại sư không lớn. Còn nữa chỉ là điện sản thế kỷ và điện sản Ada tranh chấp mà thôi. Thù hận giữa ngô đại sư và hà đại sư, vì sao lại muốn lôi kéo cả tôi vào? Cô đóng. Ông cũng đừng thừa nước đục mà thả cầu. Tôi cứ tưởng ông là người thắng thắng, không ngờ lại cẩn thận đến mức khiến người khác khó chịu như vậy. Cô Bách Tuệ cười nhìn cô đầu, vẻ mặt quyến rũ, bên môi lại là ý cười châm biếm. Lông mày ở đuôi mắt của cụ đầu một ngược. Giữa hai mắt lại có vài vết thầm, cho thấy cụ đổng là người có tâm tư thâm trầm, có thù sẽ báo. Tôi cũng không tin lần đây scandal của điện sản thế kỷ xuất hiện từ miệng hạ đại sư thì ông sẽ không báo thù. Cụ đầu không tức giận khi cô Bách Tuệ quan sát tướng mạo của hắn, cũng không có phản ứng với lời khiêu khích của cô. Chỉ cười nói, Đúng là tôi muốn báo thù, nhưng đường đại sư lại quen biết trọng, mặc dù cù mổ muốn nhưng cũng phải kiên kỵ. Thì sao? Cô đổng không muốn đối phó với cô ta. Chẳng lẽ cũng muốn buông tha cho điện sản Ada sao? Bây giờ cô ta chính là cố vấn phong thủy cho điện sản Ada. Làm nghề như chúng tôi, làm cố vấn phong thủy cho người ta. Nếu ông chủ xa sút thì tên tuổi của bản thân cũng xuống dốc không phành. Sau này còn được người ta tôn kính như đại sư nữa sao? Ngô Bách Tuệ hừ cười, nhìn cô đầu <laughs> hoặc là cô đóng tha cho điện sản Ada, hoặc là động thủ với điện sản Ada. Nhưng nếu ông động thủ, vậy chúng ta có chung cái thù rồi. Ánh mắt cô đầu thay đổi. Xem ra, hắn chưa từng nghĩ tới điều đó. Cô đóng cho rằng tôi có thể nhìn ra tính tình và thái độ làm người của cô đóng thông qua tướng mạo. Hà đại sư trong miệng ông sẽ không nhìn ra ha <laughs> Cô ta là đệ tử thân truyền của đường lão. Chắc chắn là đã nhìn ra. Ông còn đụng vào ông chủ của cô ta. Ông cảm thấy cô ta sẽ ngồi yên hay sao? Lúc này, cô đào mới ngẩng đầu lên, hừ cười. cười. Đây cũng là điều mà tôi muốn hỏi. Hà đại sư là đệ tử của đường lão. Nghe đồn cô ta từng đánh bại dư đại sư. Ngô đại sư lại là đệ tử của dư đại sư. Cô có bản lĩnh đấu với hạ đại sư sao? muốn đấu thì cũng phải xem là dùng cách nào trước kia hồng kông là thiên hạ của sư phụ tôi chẳng phải ông ấy cũng bị con nhỏ đó đánh bại hay sao tất cả đều phải xem cù đổng có dám hợp tác hay không cù đầu nhìn cô bách tuệ một lúc lâu lúc này mới chậm trải đỡ nụ cười vậy ngô đại sư muốn hợp tác như thế nào hắn hỏi như vậy chính là có ý muốn hợp tác nhưng hắn vẫn không có nói rõ ràng là mình sẽ hợp tác, chỉ là muốn nghe thử Ngô Bách Tuệ sẽ hợp tác như thế nào. Ngô Bách Tuệ thầm mắng cái tính cẩn thận của cụ đào, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Quét mắt nhìn quanh phòng khách của cụ đào nói, tòa gia này của cụ đổng đã bố trí bố cục phong thủy đúng không? Cụ đào không phủ nhận, nhưng hỏi, Ngô Đại Sư đúng là có ánh mắt mà, Đại Sư nhìn ra được là bố cục gì sao? phong thủy sư xem xét bố cục, ít nhất cũng cần có la bàn, rồi xem cách xây dựng của tòa nhà mới biết được. Nhưng mà tôi lại không cần. Khách hàng của tôi ở Phúc đều là thương dân. Điều thương dân cần chính là tài. Bố cục tòa nhà này của cụ đống nhất định là phải có quan hệ với việc kéo tài. Nhưng tôi cảm thấy hậu quang của bố cục đang dần giảm bớt. Chắc là tòa nhà này được bố trí vào lúc thịnh vượng. Mà có yêu cầu hà khắc như thế đứng đầu chính là ngũ quỷ vận tài. Ngô Bách Tuệ cười rất là tự tin. Không thể không nói, đúng là Ngô Bách Tuệ có chút tài năng. Cô ta không cần phải xem bố cục của điện sản thế kỷ, cũng không cần la bàn, nhưng vẫn có thể nói được bố cục ngũ quỷ vận tài của điện sản thế kỷ. Cô đau khép mắt, chẳng lẽ người đó cũng suy đoán như vậy sao? Không, không đúng. Cô ta đã nói, được vị trí cửa nhỏ của tòa nhà. Giống như là đã biết được bố cục của điện sản thế kỷ. Cô đào vẫn chưa nghĩ ra được. Cuối cùng thì làm sao mà cô ta biết được bố cục của điện sản thế kỷ? Trừ khi là cô ta đã đến đây. Nếu không, bản lĩnh của đối phương còn cao hơn cô gái trước mắt. <laughs> Đúng là đệ tử ruột của dư đại sư, cao nhân. Cô đầu không thể hiện ra ngoài, chỉ cười tán thưởng. Ngô Bách Tuệ cười, giống như là không thèm nhắc tới một chút suy luận ấy. Bố cục ngũ quỷ vận tài đó, nó đã đến điểm cuối rồi. Dù nhất là ba năm nữa, sẽ bị phá. Một khi đã như vậy, tôi sẽ giúp cụ động bố trí bố cục khác. Hả? Ngô Đại Sư muốn giúp tôi bố trí bố cục gì? Tuy rằng cụ đầu cũng hiểu phong thủy, nhưng ngũ quỷ vận tài là hắn dựa theo bố cục phong thủy trong gia đình để tạo ra. Mà mấy năm nay, hắn cũng kiếm được không ít từ bố cục này không biết Ngô Bách Tuệ muốn bố trí cái gì cho hắn. Ngô quỷ vận tài Ngô Bách Tuệ cười, làm cho người ta không thể nào hiểu đổi. Cô đau sừng sốt, hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Cô ta vừa nói sẽ bố trí cho hắn bố cục gì. À, Ngô Đại Sư, cô đang giỡn hả? Bố cục tòa nhà này là ngũ quỷ vận tài. Cô còn muốn bố trí ngũ quỷ vận tài cho tôi sao? Số mệnh của tòa nhà này đã đến điểm cuối Ngô Đại Sư có bố trí thêm 10 cái nữa cũng không dùng được. Ngô Bích Tuệ hừ hừ, rất tự tin, lại có chút đùa giỡn Ngũ quỷ vận tài mà tôi nói không giống với ngũ quỷ vận tài của cụ đổng. Hả? Cụ đào hiếp mắt, nhìn chăm chăm Ngô Bách Tuệ. Có gì khác chứ? Ngũ quỷ vận tài của cụ đổng chỉ là bố cục phong thủy trong buôn bán. Còn ngũ quỷ vận tài mà tôi nói là pháp thuật. Cụ đổng hiểu chưa? đương nhiên làng cô bách tuệ có nghe nói chuyện cù đào biết phong thủy nhưng chút bản lịch đó ở trong mắt cô không đáng để nhắc tới pháp thuật cù đào nhíu mày trong mắt như có cái gì đó xẹt qua việc này hắn có nghe nói thật ra bố cục phong thủy chính là kiến thức của việc thu nạp hào quang vạn vật trên thế giới mỗi một cây hoa cây cỏ đều có hào quang nếu sử dụng thích hợp thì sẽ giúp ích cho mình có việc mà khoa học giải thích được, nhưng có một số việc lại không. Đương nhiên là bao gồm các chuyện pháp thuật. Pháp thuật có thể xem như là vẻ bùa của đạo sĩ, phương pháp niệm chú kêu mưa gọi gió, thủ đoạn trừ ta chữa bệnh. Bây giờ mà nhắc tới pháp thuật, sẽ nhớ đến bà đồng lừa người nông dân mà chủ yếu là lừa tiền là chính. Nhưng trên đời này, lại có một số việc rất khó nói. Càng nghiên cứu sâu thì lại càng biết. Trên đời này có rất nhiều thứ ảo diệu không phải khoa học toàn văn nào cũng có thể giải thích được chuyện pháp thuật dân gian phần lớn là gạt người nhưng trên giang hồ thì lại đúng là có cao dân tồn tại nhưng mà pháp thuật chính quy thì lại là bí mật không được truyền lại nếu không phải là môn sinh tầm đắc trên người có thiên phú thì không thể học được cù đổng tướng đại sư của phong thủy đường giống như bà đồng kiếm ăn trên đường hay sao Môn phái của chúng tôi đã có từ thời xa xưa, mặc dù người ngoài không thể tin được. Từ giai đoạn của Lý Thuần Phong, thời đường cho tới này, đạo pháp vi diệu thế nào, thử qua là biết. Ngô Bách Tuệ không giống như đang nói giỡn. Cô đau hiếp mắt nhìn cô hỏi. Vậy đại sư cần chuẩn bị gì để lập đàn? Chuyện này cô đóng không cần phải lo. Tôi sẽ tự chuẩn bị. Tôi chỉ muốn nói cho ông biết pháp lực của ngũ quỷ vận tài rất mạnh không giống với việc mở cửa ở vị trí liêm trinh giống như ngũ quỷ vận tài của ông. Pháp thuật này cung phụng năm vị quỷ thần, Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Một khi thành công thì sẽ không bị địa vận hạn chế, tài nguyên cuồn cuộn, nhưng khác với bố cục phong thủy. Cái nó cần là thời gian, thời gian tiến hành là 7749 ngày. Trong 49 ngày đó, cô đóng cứ làm chuyện của mình. 49 ngày sau, Vô cục ngũ quỷ vận hành sẽ giúp đỡ ông. Ngô Bách Tuệ nói rất nhiều. Cô đau lại hỏi. Lời của Ngô Đại Sư rất hấp dẫn. Dân chuyện này có lợi cho tôi như thế. Vì sao tôi lại không thấy có lợi gì cho Ngô Đại Sư? Người như ông, đúng là không làm cho người ta thích được mà. Nhất định phải hỏi rõ mục đích của người khác mới chịu. Ngô Bách Tuệ hừ. 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 Cô đóng yên tâm. Vừa rồi tôi đã nói thân là đại sư phong thủy. Nếu ông chủ mà thất bại, thì danh tiếng sẽ xuống dốc không phanh. Sư phụ của tôi đã chết, tin tức cũng đã tới đất Mỹ. Ông cũng biết danh tiếng của tôi bị tổn hại như thế nào rồi phải không? Chuyển đi này không chỉ vì sư phụ mà còn vì tôi. Tôi cũng muốn đòi lại công bằng. Tôi muốn cho cô ta nếm thử cảm giác thân bại danh liệt. Ngô Bách Tuệ cười, vẻ mặt toát ra sự tàn nhẫn cần phải làm cho điện sản Ada phá sẵn. Tôi muốn đại sư Phong Thủy đứng sau điện sản Ada, phải thân bại danh liệt. Còn ân oán giữa tôi và Phong Thủy Đường, cụ đống không cần phải lo. Người bày ra là tôi, cũng không phải ông, ông sợ cái gì. Tôi chỉ cho ông mượn một tay để lời bỏ ông chủ của cô ta mà thôi. Chuyện này có lợi cho ông, tiện tay mà thôi, ông đồng ý hay là không, nói thẳng một câu đi. Lúc này cụ đầu mới cười rót tách trà cho Ngô Bách Thụy. Đương nhiên là hợp tác rồi. Ngô Đại Sư đã nói như thế, tại sao cùng mố lại không đồng ý chứ? Mong là chúng ta có thể giành được thắng lợi. Ngô Bách Thụy không cầm tách trà. Tôi không uống trà, tôi uống cà phê. Cô đào lập tức sai người đi pha cà phê. Ngô Bách Thụy lại phất tay chặn lại, đứng lên. Không cần. Cô đóng chỉ cần cắt năm sợi tóc cho tôi. Tìm một tờ giấy viết tên, địa chỉ, ngày sinh tháng đẻ của ông. Mặc dù nghe thấy ngày sinh tháng đẻ thì cụ đào có chút kiên kỵ, nhưng cuối cùng hắn vẫn nghe theo. Ngô Bách Tuệ cầm đồ rồi bỏ vào túi tiền, vừa đi vừa nói. 49 ngày sau, tôi lại đến. Trong lúc đó, tôi chờ tin tốt của cụ đồng.